mình về, nguyện làm một chiếc lá đa sông về. Thưa thầy, con là Giang, 25 tuổi, hiện đang làm trong một văn phòng thiết kế kiến trúc nội thất ở Hà Nội. Con có câu hỏi này muốn hỏi ý kiến của thầy, mong thầy giải đáp dùm con. Con nhận thấy khi làm việc có rất nhiều lúc giao tiếp trong nội bộ bị không rõ ràng, chưa chính xác và không đầy đủ thông tin. Điều này dẫn đến công việc bị trễ nải, ảnh hưởng đến hiệu suất của cả dự án, thậm chí phát sinh thêm nhiều chi phí. Thầy có kinh nghiệm gì để mọi người trong công ty tương tác tích cực, chính xác và hiệu quả hơn không ạ? Con xin chân thành cảm ơn thầy. Sau đây là câu trả lời của thầy cho bạn Giang đang làm về nội thất. Bạn Giang đang ở trong một cái công ty mà bạn ấy tả cảnh như là một công ty mọi người làm cho xong, việc cũng không được phối hợp cho tốt. Và có lẽ nó cũng giống như rất nhiều công ty mà thầy đã từng đi qua và trải nghiệm. Giang ạ, mình phải chấp nhận là ngoài xã hội có những doanh nghiệp cũng như là có nhiều người không quan tâm mấy đến cái việc làm của mình. Con biết không, người ta sống đôi khi người ta không có động lực, và khi không có động lực thì người ta chỉ làm việc đến đó thôi là người ta thấy mệt mỏi lắm rồi. Người ta sếp bảo sao thì làm vậy, rồi làm dưới trung bình một tí thì sếp đánh giá sao thì cũng mặc thôi. Thế rồi cuối tháng nhận lương cũng không thấy ai nói đả động gì đến cái việc mà họ muốn giải công việc của mình. Thế thì mình bảo cứ tiếp tục như thế. Thế rồi nhận lấy một cái cuộc đời nghề nghiệp rất là xoàng. Mà xoàng không phải là do lỗi tại công ty đâu, xoàng là do lỗi của chính mình. Thế thì khi mà Giang nói như thế thì thầy hiểu ngay rằng Giang không chấp nhận một cái cuộc sống như thế. Thế thì cái câu hỏi của Giang nó đặt ra cho thầy nhiều cái vấn đề và nhiều giả thiết lắm. Liệu là không biết thầy có nên khuyên Giang đi vào những doanh nghiệp mà nó làm việc một cách đắc lực, một cách nhiệt tình, một cách vui vẻ không? Mà những cái doanh nghiệp đó thì ở đâu nhỉ? Kiếm làm sao ra cho những cái doanh nghiệp đó nhỉ? Nó không có đâu, hoặc là khó lắm đấy con ạ. Thế rồi ngoài ra nữa thì mình cũng có thể nghĩ rằng mình có thể thay đổi cái doanh nghiệp của mình. Ôi, cũng khó lắm đấy con ạ. Cái xã hội nó như thế, mình là một con em đâu có thể nào mà đem lại cả một mùa xuân. Thế thành thử ra mình chỉ còn có cái phương án cuối cùng là mình chấp nhận. Ôi, thầy biết chấp nhận rất khó khăn, bởi vì rằng là nó không có tô điểm một chút nào cho cái cuộc sống của mình. Con thấy không, mỗi ngày con đi tới mà con không tìm được cái động lực. Và trong cái động lực là cho dù là con có chăng nữa thì con cũng không thể nào làm việc nhóm, không thể nào hòa hợp được với những người lười biếng, không có rõ biết thuộc cái hồ sơ của mình, công việc của mình, không quan tâm mấy đến cái chất lượng của việc làm của mình. Thế thì cái bệnh chung của công ty của con nó là bệnh thiếu động lực. Cái động lực từ đâu nó tới nhỉ? Động lực thì nó tới từ nhiều cái yếu tố lắm con ạ. Thứ nhất thì nó có thể tới vì mình có một ông sếp rất là giỏi và bình đẳng, nghĩa là một cái con người không những giỏi giang mà lại rất gần gũi. Thì cái con người này thì rất hiếm con ạ. Và khi mà nói thật với con là nếu mà con đã gặp một cái con người như thế này thì con hãy bám lấy và con hãy tiếp tục hành trình nghề nghiệp của con một cách lâu dài. Thế nhưng mà người này hiếm lắm. Thế thành ra mình hay gặp những cái lãnh đạo không có sắc sảo cho lắm, không, nhất định là không bình đẳng, đôi khi còn quát tháo, đôi khi còn lúc nào cũng chỉ trích nhân viên của mình, cho rằng là cái việc làm như thế thì mới làm sáng cái vị thế lãnh đạo của mình. Những điều đó là toàn là những điều sai lầm, bởi vì rằng là
Con biết không, khi một cái công ty mà không có tốt thì thường thường là lãnh đạo là do lãnh đạo không tốt. Thế thì thầy hiểu được rằng cái trong công ty của con, người lãnh đạo cũng không có quan tâm mấy đến động lực, không có quan tâm mấy đến nhân viên, và có lẽ cũng không hiểu rõ là nếu mà mình có muốn quan tâm chăng nữa thì mình phải làm cái gì. Rất dễ con ạ. Nhưng mà cái này đó thì mình chỉ có thể làm được khi mà mình là lãnh đạo thôi. Chứ còn khi mình là nhân viên đó thì mình khó lòng áp dụng những gì thầy sắp nói. Con người bao giờ cũng đi tìm động lực ở trong cái tình thương. Khi mà mình được thương mến thì người ta quan tâm đến mình, người ta chỉ dẫn cho mình, người ta ủng hộ mình, người ta hỗ trợ mình. Và đôi khi họ còn là một cái người đồng hành rất quý báu. Không những họ hỗ trợ một lúc mà họ hỗ trợ luôn luôn. Thì khi mình có những người như thế thì lúc đó cái động lực của mình rất là cao. Khi mình làm một cái việc gì mà chung quanh mình đều hiểu rõ mình làm cái gì, hiểu rõ là mình đã đem hết công sức của mình, cật lực của mình để mà mình làm, thì lúc đó mình sung sướng lắm. Và khi mà mọi người thấy rằng là có một vài điểm sáng tạo của mình nó rất là sắc sảo, và không những họ không ganh tức ganh tị mà họ lại còn tôn vinh cái việc làm của mình, thì ôi, cái động lực đó thì nó còn kéo dài không những trên một ngày, nó còn kéo dài cả năm ấy. Đó là tại vì rằng là mình ở với những người rất là tích cực trong chung quanh mình. Nhưng mà tích cực và thương yêu nhau thì không đủ để mà tạo động lực. Cái tạo động lực thì nó còn vịn vào một vài những cái yếu tố khác nữa. Thầy vừa nói lúc nãy cái bình đẳng đấy. Khi mà người sếp người ta bình đẳng, tức là người ta sẵn sàng làm việc với mình như là một đồng nghiệp thôi. Họ cũng không nghĩ họ trên mình, họ cũng không nghĩ họ dưới mình, nhưng mà họ vẫn hướng dẫn mình, bởi vì rằng là họ có thật nhiều cái kinh nghiệm, trải nghiệm hơn mình. Thành ra là mình thấy rằng là rất thú vị khi mà một người có trải nghiệm, người ta hướng dẫn mình. Thế thì cái tính bình đẳng đó nó rất quan trọng để nó tạo động lực. Thế rồi cái không khí trong doanh nghiệp cũng vậy. Nếu mà nó nghiêm trang quá, nếu nó khắt khe quá thì mình làm việc mình thấy cũng lại mất thú vị. Có lẽ cái tính hồn nhiên, cái tính thẳng thắn với nhau nó cũng tạo nên một cái mối quan hệ tập thể tốt đẹp. Thế thì đấy con ạ, nếu mà con không có những thứ đó thì tất nhiên là cái doanh nghiệp nó không tạo ra những thứ đó cho con. Và nếu nó không tạo ra những thứ đó là do lãnh đạo không có sắc sảo, và do cái văn hóa của doanh nghiệp nó không rõ ràng. Đấy, thầy muốn đưa con vào cái vấn đề văn hóa. Con phải hiểu rằng là một cái doanh nghiệp nó sinh tồn, nó phát triển, nó động lực, nó sáng tạo, đều vịn vào văn hóa, vào lãnh đạo. Thế thì bây giờ nếu mà con ở trong một doanh nghiệp mà không có văn hóa hoặc là không có lãnh đạo tốt ấy, thì thực sự một là con có thể cố gắng chịu đựng một thời gian, hoặc là con phải ra đi. Bởi vì tạo một cái văn hóa mới nó đòi hỏi nhiều năm lắm, cho dù là mình tài giỏi đến đâu nó cũng đòi hỏi rất nhiều năm. Và cái người lãnh đạo thì mình không thay đổi được, trừ khi là họ tự họ đi và doanh nghiệp tìm ra một lãnh đạo mới cho mình, một lãnh đạo sáng suốt, vui vẻ, bình đẳng mà lại giỏi giang. Câu chuyện của con có thế thôi con ạ. Câu chuyện của con nó chỉ là vỏn vẹn câu chuyện của rất đông người trong rất nhiều doanh nghiệp. Khi thầy nói rất nhiều là có lẽ phải nói đến 95-98% các doanh nghiệp nó đều như thế. Đó là tại vì chúng ta nói chung, Việt Nam nói chung của chúng ta có những cái tư duy khi đi học đó là tư duy học cao để làm quan. Thế thành ra là khi vào doanh nghiệp họ đã muốn làm quan rồi, mà khi làm quan thì nó trái ngược với cái gì thầy vừa nói, tức là một cái tinh thần bình đẳng. Thế thì thành ra mình không con sẽ rất khó kiếm được một cái doanh nghiệp nào nó phù hợp cho những cái sự khát khao của con, những cái nguyện vọng của con. Và do đó cho nên là thầy chỉ có một lời khuyên con thôi, là nếu mà mình
cố gắng tiếp tục với doanh nghiệp, rồi mình làm cho cái tinh thần làm việc của mình nó lây lan sang bên cạnh, nhưng mà lại không tạo sự ghen tức, không tạo sự ganh tị, thì cái đó là cái điều mà khéo léo mà còn đóng góp cho doanh nghiệp đấy. Tại vì mình đòi hỏi của doanh nghiệp nhiều thứ, nhưng mà mình cũng phải đóng góp cho doanh nghiệp. Và đôi khi mình cũng phải tự hỏi xem có khi chính mình là cái người mà doanh nghiệp lại thấy không cần. Con ạ, mình đừng bao giờ chủ quan nhé. Thế thầy cũng không có cái lời khuyên gì thêm con ạ. Là bởi vì rằng là cái điều mà con hỏi đấy thì có thể giải thích được, nhưng mà lại rất khó sửa đổi, rất khó điều chỉnh. Và do đó cho nên khi mà mình chưa lên đến chức chức cao thì mình phải chịu đựng. Thế thì cái điều này đó, nó đều đưa tới một cái kết luận nữa là khi mình lên cao, một ngày nào đó mình sẽ trở thành giám đốc, mình sẽ trở thành CEO, thì lúc đó đó con ạ, con nhớ cái bài học này nhé. Lúc đó con hãy yêu nhân viên của con. Con hãy bình đẳng với nhân viên của con. Con hãy để làm tạo một cái không khí làm việc hồn nhiên, làm việc thẳng thắn với nhau, làm việc tích cực với nhau. Chứ con ạ, đôi khi mà mình đòi hỏi những cái thứ đó từ công ty, từ các lãnh đạo của mình, thế đến khi chính mình trở thành lãnh đạo hoặc chính mình mở công ty, mình lại phạm vào đúng những cái lỗi mà mình chê trách từ những cái người đang chỉ huy mình. Thế thành sự ra cái việc làm của con nó phải hai chiều đấy con ạ. Thế thầy cảm ơn con đã đặt cái câu hỏi này. Cái câu hỏi này rất dễ để trả lời, nhưng mà rất khó để tìm một giải pháp thực cho cá nhân con hoặc là cho những người trong doanh nghiệp của con. Chào Giang nhé. Non nước yên bình khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây cái nghề